ngày 26 tháng 11, cơ quan chức năng huyện Hòn Đất đang điều tra vụ người dân điều khiển máy bay không người lái, phun thuốc rồi va chạm người đi đường, khiến nạn nhân tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 05 phút ngày 20 tháng 11, một người đàn ông sinh năm 1975, ngụ ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, lái xe mang biển kiểm soát 68X1-30963 trên đường trở về nhà. Khi đi đến đoạn đường kênh 15 thuộc tổ 9, ấp Hiệp Trung, xã Mỹ Hiệp Sơn, xe máy của ông va chạm với máy bay xịt thuốc không người lái do một người sinh năm 1995, ngụ ấp Hiệp Trung, điều khiển. Sau cú va chạm, người đi đường bị cánh quạt máy bay không người lái chém vào đầu, cổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Đến ngày 21 tháng 11, do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc. Trước đó, vào hôm 13 tháng 10, tại Long An, một người dân đã sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc và thiết bị đã vướng vào dây điện đường dây 174 Cai Lậy, 171 Tân Thạnh. Vụ việc đã làm mất điện đường dây 110 kV, 174 Cai Lậy, 171 Tân Thạnh và hai trạm biến áp 110 kV là Mộc Hóa và Vĩnh Hưng, gây gián đoạn cung cấp điện cho khoảng 76.000 người dân trên địa bàn các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận trên 12.000 ca mắc sốt xuất huyết và là tỉnh thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất khu vực phía Nam, chiếm tới 25%. Theo số liệu giám sát của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 45 của năm 2024 tại khu vực phía Nam là 44.980, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2023. Qua giám sát các điểm có nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các điểm nguy cơ có lăng quăng. Nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết xuất hiện ở khắp nơi và gắn liền với nếp sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi gia đình, hiện diện ở mọi nơi từ nội thành cho tới ngoại thành và ở tất cả các quận huyện, phường xã. Vì vậy, nguy cơ ca bệnh sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục tăng nếu chúng ta không có những biện pháp quyết liệt. Để tăng cường phòng chống sốt xuất huyết trong những tháng cuối năm, Sở Y tế đề nghị các trung tâm y tế quận huyện, trạm y tế phường xã thực hiện điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết triệt để trên địa bàn. Các đơn vị cần theo dõi chặt tình hình dịch bệnh trên địa bàn để đưa ra hướng xử lý kịp thời và hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát lan rộng. Bên cạnh đó, việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ điểm nguy cơ gây dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn cũng cần được đồng thời thực hiện. Ngày 25 tháng 11, tiến sĩ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật trong đêm cứu sống bệnh nhi bị hoại tử ruột khi vừa chào đời tại khoa sản Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, khoa sản Bệnh viện Đại học Y Dược đã tiếp nhận một sản phụ mang thai 34 tuần, siêu âm thai phát hiện khối u khổng lồ trong bụng thai nhi. Qua kết quả chụp cộng hưởng từ, thai nhi ghi nhận cấu trúc dạng nang lớn vùng bụng phải đẩy vòng hoành phải lên cao, chèn ép bàng quang và thận để các quai ruột non sang trái. Trước tình hình này, các bác sĩ sản khoa đã hội chẩn liên viện với bác sĩ của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Sau hội chẩn liên viện, các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng viêm phúc mạc bào thai do một đoạn ruột vỡ vào trong ổ bụng, tạo thành một khối u giả, bên trong chứa phân su và nước ối. Cùng ngày hội chẩn, thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ, siêu âm thai nhi ghi nhận dịch ổ bụng tăng. Các bác sĩ sản khoa quyết định mổ lấy thai cấp cứu và chuyển ngay bé sơ sinh đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 như kế hoạch. Các bác sĩ nhận định đây là ca phẫu thuật khó. Bé sơ sinh bị hoại tử ruột chỉ nặng 2kg, ổ bụng dơ, ruột dính nhiều, cần phẫu thuật nhanh chóng để tránh tình trạng nhiễm trùng lan rộng, hạ thân nhiệt trẻ sơ sinh. 5 ngày sau phẫu thuật, bé đã dần hồi phục, bú sữa được và tình trạng nhiễm trùng đã ổn định. Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nam bệnh nhân 62 tuổi trong tình trạng suy thận cấp, đường huyết tăng cao không kiểm soát. Bệnh nhân cho biết sau một tháng sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thì bệnh nhân đã ngừng thuốc, không tái khám và điều trị theo phương pháp của thầy lang gần nhà. Theo phương pháp đó thì bệnh nhân sẽ nhịn ăn hoàn toàn, chỉ uống nước đường phèn pha chanh gừng trong 10 ngày liên tiếp rồi chuyển sang ăn tinh bột mà không ăn chất xơ, đạm hay là chất béo. Các bác sĩ cho biết việc nhịn ăn gián đoạn và ăn uống mất cân đối không thể hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường mà còn làm cho bệnh nhân biến chứng nặng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được điều trị tích cực, bao gồm kiểm soát nhịp tim, điều chỉnh đường huyết, phục hồi chức năng thận và điều trị nhiễm trùng. Sau một thời gian điều trị, hiện tại bệnh nhân ổn định, các chỉ số đường máu, nhịp tim và tình trạng nhiễm trùng đều được kiểm soát, chức năng thận phục hồi hoàn toàn. Đáng nói, thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đái tháo đường tự ý ngừng thuốc, sử dụng các phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học và nhập viện trong tình trạng bệnh đã trở nặng. Các bác sĩ khuyến cáo các loại thuốc điều trị đái tháo đường được bác sĩ kê đơn dựa trên tình trạng bệnh lý cụ thể. Bỏ thuốc đột ngột có thể dẫn đến tăng đường huyết, nhiễm toan ceton, suy cơ quan hoặc các biến chứng cấp tính khác. Trong những năm qua, ngành y tế thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để thực hiện bệnh án điện tử cho các bệnh viện. Việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ thuận lợi cho bệnh viện trong việc quản lý, điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh, mà còn phục vụ hiệu quả cho cơ quan quản lý trong việc xây dựng chính sách, kế hoạch. Đặc biệt, bệnh án điện tử cũng mang lại lợi ích thiết thực, giảm phiền hà cho người bệnh, nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh về chất lượng dịch vụ. Thành phố Hà Nội đang tiến tới bao phủ bệnh án điện tử, giảm phiền hà cho người dân, mang lại lợi ích rõ rệt cho người đến khám chữa bệnh. Và đây cũng sẽ là thông tin cuối của Y tế trong ngày. Vài năm nay, người phụ nữ này chưa đến bệnh viện thăm khám. Hôm nay đến Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, bà không khỏi bất ngờ khi 9 giờ 30 đã hoàn thành việc khám bệnh. Từ chụp X-quang làm xét nghiệm, bác sĩ kết luận. Bất ngờ hơn, bà đứng ở quầy thanh toán chỉ việc giơ điện thoại ra chuyển khoản là hoàn tất quy trình khám chữa bệnh. Bây giờ là tôi đi khám thì tôi thấy là các bác sĩ phục vụ tận tâm, rồi thì các thứ khoa, các thứ là đều nhanh hết. Tôi thấy mọi thứ khi vào đây là quẹt thẻ, có cái cây quẹt thẻ như này rất là thuận tiện cho chúng tôi vào, rất là nhanh chóng, không qua nhiều cái câu hướng dẫn của các bạn nữa, mà chúng tôi trực tiếp vào đây là có cái cây thẻ này là chúng tôi tự điền thông tin các cái là rất là nhanh chóng và hiệu quả. Trước đây khi đi khám là tôi vào là phải xếp hàng và đứng mãi mới đến lượt mình, nhưng giờ có cái cây như này là tôi thấy tiện rất là nhiều. Bệnh viện Đa khoa Vân Đình là một trong những đơn vị triển khai bệnh án điện tử sớm nhất ở thành phố Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện tiết kiệm được cả tỷ đồng từ việc không in bệnh án, giấy tờ, không in phim chụp. Còn bệnh nhân thì hưởng lợi đủ đường. Mọi thông tin sức khỏe của người bệnh, thông tin tiền sử của người bệnh khi đã đến điều trị tại bệnh viện đều được lưu giữ đầy đủ, góp phần rút ngắn thời gian khám và điều trị bệnh. Người bệnh khi đến gặp bác sĩ chỉ cần quét vân tay là hiện ra đầy đủ tiền sử bệnh án, lịch sử dùng thuốc. Tất cả đều bảo đảm an toàn, bảo mật. Bác sĩ có thể truy cập bệnh án của người bệnh một cách nhanh chóng nhất, đầy đủ nhất và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Thì quy trình khám chữa bệnh thì ngày càng nhanh và chính xác. Ví dụ như là bệnh nhân vào là chúng tôi sẽ tiếp nhận giấy và cho kỹ thuật viên chỉ vào thao tác và chụp và đưa về máy chủ từ 3 đến 7 phút là chúng tôi có thể là đã có hình ảnh. Trước kia thì người bệnh có thể có những người 4-5 giờ sáng đã thấy người xếp sổ rồi. Bây giờ cái sự đó là không cần thiết. Thì cái việc tiếp theo là việc xếp hàng. Thì trước cứ phải lấy số, sau đó đi vào bàn tiếp đón. Thì một quá trình như vậy mất rất nhiều thời gian. Nếu mà chúng ta tiếp đón một quy trình thông thường như vậy thì mất khoảng 3 phút. Nhưng bây giờ chúng ta có thể dùng căn cước công dân hoặc là thẻ bệnh nhân. Thì người ta chỉ trong khoảng 3 giây đến 5 giây có thể đăng ký được rồi. Thế tiếp theo nữa là gì? Trước kia là chúng ta mà chưa có triển khai bệnh án điện tử thì bệnh nhân là cứ phải cầm một đống rất nhiều các loại tờ giấy tờ để làm chỉ định và người ta không biết đi đến chỗ nào trước chỗ nào sau, nên bây giờ nếu khi triển khai bệnh án điện tử thì những việc đó không cần thiết nữa, thì người ta chỉ cầm duy nhất một tờ giấy để hướng dẫn người ta đi đến chỗ nào trước chỗ nào sau, và đó hoàn toàn tự động trên công nghệ, tức là người ta căn cứ vào số lượng bệnh nhân đang chờ tại các phòng thực hiện cận lâm sàng để nó máy tính nó tự sắp xếp là lên đi chỗ nào trước chỗ nào sau. Một điều dễ nhận thấy là người dân khi đi khám bệnh vì không phải chờ đợi đến chiều nên không mang theo hành lý lỉnh kỉnh. Thậm chí có người chỉ cần mang theo chiếc điện thoại thông minh như thế này. Còn ở phòng hồi sức tích cực, các bác sĩ thăm khám bệnh nhân ghi chép bệnh án qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng chứ không phải ghi trên giấy như trước đây. Điều này đã giảm thiểu đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn cho các bệnh nhân nặng. Ghi chép và xử trí bằng điện tử. Cụ thể là bằng các cái máy tính, rồi là các thiết bị qua phần mềm trên các cái điện thoại thông minh. Bệnh viện Đa khoa huyện Mỹ Đức là đơn vị đầu tiên triển khai bệnh án điện tử ở Hà Nội từ tháng 7 năm 2021,
là đơn vị thứ 14 trên toàn quốc. Đến nay, Hà Nội đã có 7 đơn vị triển khai bệnh án điện tử. Thành phố hướng tới bao phủ bệnh án điện tử tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế. Sau hơn 3 năm triển khai, bệnh án điện tử đã đem lại nhiều lợi ích, thuận tiện cho công tác khám chữa bệnh. Tuy nhiên, nhiều hạng mục cũng cần phải cập nhật lại, cần nâng cấp để phát huy hiệu quả. Bởi vì cái này nó phải sử dụng Internet. Nếu mà khi Internet mất thì tất cả các cái đường truyền, các cái cập nhật, rồi các cái trao đổi giữa bộ phận xét nghiệm, cần lâm sàng, bộ phận lâm sàng, các bác sĩ điều trị, các thứ là đều hệ thống tài chính thì đều phải dừng lại cả. Tức là chúng tôi hợp đồng với lại nhiều nhà cung cấp, từ 2 đến 3 nhà cung cấp để chúng tôi chia thành các cái phân khu. Đấy, và chúng tôi sẽ sẵn sàng khi nếu nhà cung cấp này không kể trường hợp bão lũ nhé. Bão lũ thì tất cả có thể bị ngừng. Nhưng còn do sự cố của nhà cung cấp thì chúng tôi có nhà cung cấp khác để chúng tôi sẽ ứng phó ngay. Đây là một cái sự cố gắng nỗ lực rất lớn của ngành y tế để triển khai cái đề án 06 mà đã được chính phủ phê duyệt từ năm 2022. Đây cũng sẽ là một trong những bước đột phá của ngành y tế trong cái vấn đề triển khai nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, cũng như là tiết kiệm các cái kinh phí, chi phí, thời gian, nhân lực cho công tác khám chữa bệnh để chúng ta sử dụng một cách hiệu quả, năng suất hơn, phục vụ tốt hơn nữa cho cái việc điều trị cho người bệnh. Hiện nay, việc triển khai bệnh án điện tử còn nhiều vướng mắc, chủ yếu do giám đốc nhiều bệnh viện chưa quyết liệt, ngại thay đổi thói quen làm việc truyền thống sang quy trình làm việc khoa học hơn. Hiện chưa có cơ chế tài chính cho ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và triển khai hồ sơ bệnh án điện tử nói riêng, nên nhiều bệnh viện vẫn chưa triển khai.